Xin chào các bạn, mình là My và Vio. Ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ một chút. Kênh YouTube này mình tạo ra với mục đích là để chia sẻ cái quá trình mà mình học nail, làm nail cũng như là các nghề làm đẹp khác. Hy vọng là với những cái video của mình sẽ luôn giúp đỡ mọi người được ít hay là nhiều nha. Mọi người hãy luôn đặt câu hỏi ở bên dưới những cái video của My để My có thể giải đáp cũng như là tương tác với mọi người nhiều hơn nhé. Đừng quên để lại một like cũng như một đăng ký theo dõi để ủng hộ My ra nhiều video nữa nha. Cảm ơn tất cả tình cảm của mọi người đã luôn theo dõi, đồng hành cùng với My trong suốt thời gian vừa qua. Và My sẽ tiếp tục cố gắng để có thể chia sẻ đến mọi người nhiều kiến thức hơn nữa nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo của mình. Bye bye mọi người.